tay mẫu này có thêm màu trắng ha. Trước giờ nhiều bạn biết size á, hay ngại diện những cái đồ màu trắng ha, thì nhìn sợ mặt. Thì cái này là mẫu này thì các bạn không ngần ngại nha. Các bạn khi mà các bạn quá thích đồ trắng nhưng mà trong tủ đồ chưa có màu trắng thì gợi ý cho các bạn nên thốt ngay cái đầm này ha. Tuy là nó là màu sáng trắng nhưng mà mặt nhìn không sợ bị mặt ha, do họa tiết hình kem nó vốn dài dài nó dọc xuống nè, nhìn mình sẽ gọn hơn nha. Mình 54 kg thì mặt cái mẫu này nó dư. Mấy bạn cao 1m65, cao ký 70 kg đổ lại mặt căng phông lên cực đẹp, không sợ bị ngán đâu ha, tại vì mình mặt còn dư nè. Bo chuôn là co giãn luôn ha, bao cho các bạn big size mặt lên form mặt đẹp và thoải mái luôn. Và gợi ý cho các bạn là nếu mà bạn nào có bầu bụng mà khuyết điểm bầu bụng to, các bạn nên sắm một chiếc túi keo chéo mình đeo mình che được các khuyết điểm bầu bụng to của mình ha, nhìn cũng rất là xinh nữa nè. Mỗi lần này giá chỉ có 280.000 thôi nha. Cái này là hàng Quảng Châu chứ không phải loại một ha, chất in của nó sờ vào là không